Con chào cô ạ, cô cho con biết cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi, là người từ đâu ạ? Cô là Mạng Thiên, năm nay là cô 60 tuổi. Cô đau không bị đẹp. Biểu hiện bệnh của cô như thế nào ạ? Cô đau lưng, xong rồi cô tê rũ cho cả hai bên chân. Cô bị bao lâu rồi và cô đã đi điều trị ở đâu, những phương pháp gì rồi? Cô cũng đi nhiều chỗ rồi đó, cô cũng bị nhiều rồi đó. Cô cũng đi đắp lá, rồi uống thuốc, nghe thì không có bớt lắm. Nhưng mà cô tới đây là này là lần thứ hai, để cô cả cũng mất được 40%. Cô nhận định thế nào về phương pháp cái chỉ của cô? Thấy cũng tốt nhưng mà cũng thấy bị chuyển nhiều hơn, đỡ nhiều hơn. Rất là phấn khởi, cũng cô cũng mong là cho cô được khỏi bệnh thì cảm ơn các bác sĩ nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cái chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 0981-377-470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông, nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website cấychỉ.vn.